stop record pa doon. Hello anh em. Là series lao danh đấu trường chân lý mùa 7. Nhiều quý người ta. Lúc kia kéo đi sạc dưới sau điện thoại vậy, đi sạc dưới nhỉ, dưới chân xem có con pet mới không ta. Vô này. Vô kia. Anh nhìn đàn yếu đuối đấy. Làm gì? Bruno thiên tài. Không phải chạy đâu ta. Cùng cá vàng bơi trong bể nước bơi lên lội xuống cá vàng cháy lên rồi. Tân dê cái gì Tân ơi? Ui, trưởng long ra nhiều thế nhờ. Mấy dao này ra 2 trưởng long rồi. Thượng Long máy định nha anh em ơi, Thượng Long máy định. Máy định. Thank you.
Làm nóng một thôi à, đồ hóa. Cứ như thằng chờ những nghĩa sau sức mạnh công kích và sức mạnh pháp thuật mỗi vòng. Cần 4 vòng à? Tập nóng nó không ngon bằng cái Cuồng Long à? Cuồng Long trái tim, Cuồng Long kẹp không ngon. Nó quên, nó quên mua chết rồi. Có à? Hai xạ tiến à? Hai xạ tiến có leo khỏe rồi. Ôi sợ không có liên được chết nào của Lucky rồi. Ui chiều chiều ơi, chiều ơi, lên ai khỏe quá. Cái thế nào của họ luôn ạ. Phải có hai đấu sĩ, ba thượng long đầu game phải có hai đấu sĩ ngoài. Ôi mà. Tâm 1, tâm 2 gì đây ghê vậy? Phải kẹp đủ cái đép thôi.
Ui, thằng kia có xây ra rồi, cấp 5 có xây ra rồi ạ. Điệp thế nhờ. Không, 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 mấy phần trăm á. Khoảng 3-4% gì. Cái đem thiền chân đấy bạn ơi. Ui, may đi, ghép đồ vào đất mới đem được hay chứ. Sao mới chơi top 1 được ta? Cần nhớ. Bữa người ta nhường người ta đã. Con văn rất lắp đồ cho nó nhìn mà chán đời quá đi. Kéo cung cả ngay mới bắn được. Đam đam nhỏ lắm chứ. Rồi, văn rất hai cùng đam, không đam. Phép là ai vậy ta? Hello Nguyễn Thế Tomo Team Admin. Chị Google Hello cả nhà. Thượng Long, Kỵ Sĩ, Cuồng Long, Ám Long, Chính Minh Rồng à? Ủa, con bé mình đâu ta? Lag à? Ủa, alo? Ủa? Bị lag không? Ủa con bé mình chạy đâu giờ vậy ạ? Ủa con này chỉ gì nhỉ? Mình bị lag. Chuyên dầu. Gì đây? Ôi, và rớt tích được 30 stack mà nhìn muốn khóc luôn. Bắn từ đầu trận đến cuối trận.
đồng đội ôm hết đam nào bắn được 40 stack. Ờ, cùng đam mới được 40 stack đấy. Thêm này thêm cái gì nữa ta? Trượng Long của mình thiếu cái gì nữa ta? Cái này là cái gì nhỉ? Cùng Long, sóc Cùng Long có xe nhà rồi. Đi vào rồi. Nói nào, chưa có dây chuyển. Thằng Ryan nó có cái bung ạ. Thằng Ryan nó chửi một tên là có một cái pháo. Ryan kêu bắn pháo thủ ấy. À, con nào kẻ pháo thủ cũng vậy. Ờ, không Ryan chửi 5 cái là có một cục pháo bay ra. À. Con rồng huyện Long. À. Nó quản có mấy cái tia đó. Ấn lễ hội ngon hề. Thế mà ngày xưa mình cho ấn lễ hội toàn mấy con vớ vẩn không? Con gì lên hai? Ui, hàng về anh em ơi. Vớt vừa la à ta? Rồi 6 huyết long rồi. Chỉ kèm thêm một pháp sư là đẹp hơn, con mẹ nó phạch luôn. Ui, thanh niên kia, Phan Kim Liên build đồ cho con tàu bích kê vậy. Con dòng Ngọc Long hả? Ui, bên kia Cuồng Long bắn ghê chưa? Má Varus mình mới bắn mấy tích được 10 stack mà bên kia. Ôi, bên kia cấp 7 luôn ạ. Bên đây có khu giao dịch với trái tim Cuồng Long luôn. Ghê quá nhở. Ôi 53 máu à? Thôi cố nhịn nhục nốt dao này thôi. Nhịn nốt dao này thôi. Một điều nhịn là 9 điều lành. Hello Việt Tân. Chị Google hello cả nhà. Ôi cái gì ơi. Ui. Level 6 đánh level 6 mà thấy không clear được chết nào của nó luôn ạ. Nó clear nguyên đội hình của thế luôn ạ. Level 6 đánh level 6 đâu? Cái thằng nào nhỉ? Nó clear nguyên đội hình của thế luôn ạ. Game bịp thế nhở? Nhiệt tình quá hẹn. All right.
Ôi, Lee Sin Chinese thì đá căng quá nhở. Ui. Ui, từ 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 từ, ván này niệm rồi. Từ từ xả tiền thôi. Không ổn rồi, gặp luôn lúc kia. Úp tiền là phải khác chứ.
tay mình hơi yếu ạ. Mình nhiều đồ đam quá. Tôi gặp pháo thủ đã chim cút rồi. Thế nhờ thế thì kịp trả tiền để không cũng chút được bé chút à. Ôi gặp phá thủ à, ôi gặp phá thủ nhà này căng đấy nhở. Thank you.
chua ngon kìa. Sao con kêu ulti một lần ta? Đi gần nữa nè. Và rớt dưới chân, là dưới chân. Nhảy lên sao? Nhảy đi đâu ạ? À? Nhảy lên con à? Hả? Nhưng mà sau bọc bê hết rồi nhảy sau nó đập con khác không đập con vào đó được. Em làm cho đập vô được, đập cái làm vô đi. Lấy sao, đánh sao thủ được. Có được gỡ luôn này, gỡ lòng, gỡ lòng ra xong đây. Gỡ đi, gỡ ra. Thank you.
Hạ cút luôn rồi. Má thằng này nó trâu ghê á. Thằng này trâu vậy. Ôi dồi, một mình trâu vậy ta. Hello Việt Tân. Sugra 2 à? Chị Google hello cả nhà. Lulu nữa. À. Sao dồi một nó được mình ta? Hay nó có Sugra 2 à? Nó hồi máu ghê ta. Ủa nó đấm anh được kìa. Phân Kim Liên ơi. Ủa sao này khỏe nhở? Thằng nào giảm của máu thằng ấy có lợi thế hơn. Đây đấm được em rồi đúng không? Nó có Sukra giờ lên cái giảm của máu với nó có con Lulu kìa. Nó hồi mana cho con Sukra Unti kìa. Với nó biến đây nữa, nó biến thú nữa. Mà nãy anh còn 90 tiền luôn đó. Anh đợi nó đến nốt ở đấy anh giả. Mà nó phải đi xả là hết tiền rôn. Mình chạy tệ ghê ra. Cho con Solaka chơi á. Thuật sĩ này, thuật sĩ nhận năng lượng mỗi khi đồng minh hoặc kẻ địch sử dụng năng lượng. Hai con thuật sĩ rồi, Anivia với con Lulu kìa. Hồi ba năng lượng mỗi khi kẻ địch hoặc đồng minh xài skill. Anivia hay chứ. Lulu nó cho cái kìa, nó cho cái gươm Sojin kìa. Ăn cái gì? Không cái gì anh có bán đâu. Quá, chết đồng đi nói. Dùng hai con được dùng một hả chứ? Thì bài chưa được 9 mà, bài chưa được 9 học kỷ. Tiền đâu hết rồi, đừng rôn nữa. Thôi chìm cút rồi đấy. À, nãy mình gặp thằng này, mình có dầu mình ăn được nó này. Mình có dầu hồi máu rồi. Nó cứ đánh bọn nó hồi máu như boss phát xít luôn. Hai hộ pháp, hai thuật sĩ, hai hóa hình. Hóa hình nó ôm đam nhiều quá. Hello, chào mọi người nhé.
ôi, con rồng kia gì chứ xin nó được chơi game đâu. Nhưng mà nó không quay trọng là nó không được chơi game. Chín kim long gặp chín kim long mà để bên một game đánh áp đảo thế. Chín kim long đánh với chín kim long để đánh áp đảo á. Thôi vô đây. Thôi từ từ. Đợi. Tắt cái gì? Mày đã lốc game rồi mà vô. Quanh vô vòng trong đi anh, quanh vòng trong căng hơn kịch tính hơn. Dạ. Loại trực tiếp đúng không? Đánh loại trực tiếp xong rồi vô vòng trong. Ba anh xoay tô ba cũng được. Đúng rồi. Thì nhất nhất 8 điểm, thì 7 điểm rồi cộng với ai cao điểm nhất. Ba sau ba tu đánh, sau ba là đánh với nhau. Thì ai cao điểm nhất thì thắng. Nhưng mà cái đấy có trường hợp nó họ bằng điểm nhau rồi thì cho họ thi đấu hay như nào? Thì bằng thi đấu theo đấy. Bắt lại cái bò bây giờ ai thua được? Tay bắt lại. Thank you.
Ui trời ơi. Tao xuống thoại chưa? Quầy hai xin hai nội đầu cướp ơi, thằng ra xuân tí nị nị này đẹp vậy. Thằng Thịnh đổi tên đi kìa. Đổi tên xẹt tên xong rồi cách xếp cảnh tung một tem xong ấy. Đổi tên tài khoản Discord đấy. Thay đổi lại đi. Mốt nữa mày vô đánh tải mày nhạc đâu tao tìm không được đâu. Rút ui nhiều nhà Thượng Long ấy nhở. Thượng Long Huyền Long xạ tiên
Có 100 hả? Nó quay mà. Hên xui. Quay chứ. Có cái gì? Sao mày đây hả? Tất cả mọi người đến. Này cục 3 này. Cục 3 này, nó về 6 rồi đến 35 à. Sao nhìn nhảy vậy ta? Quay ngồi chỉ xem đến khi nó nóng cỡ nào. Pháo thủ không cóc thế thế. Ui, thanh niên cũng 6 rồi. Thanh niên. Gì bắt buộc à? Ủa, có bắt buộc luôn hả? Ai bắt buộc em vậy? Được kìa. Thank you.
Ta xoa cái gì, xoa không xoa xoa. Chơi mua quạt đây. Tao chết mày, xin mấy thằng dưới xin cung nữa. Anh chết cho xin cung ạ. Vãi nhà tao không cung mà xài cho mày. Thằng bo Cần Thơ này nó có tiên chỉ ta. À không phải. Chiến binh dòng ba hội đấu sĩ dạ tiến hộ pháp. Thượng Long tôi xem đánh mày gì rồi. Thượng Long ôi nhiều chiến binh dòng thế nhở. Ai là chiến binh dòng luôn kìa. Thế cái xin cái đéo đi mà xin. Mày có một cái cung khô nhà thế. Không đủ, tao chưa có cái nào đâu, what the fuck. Không, chịu. Ê mày lắp ấn xạ tuyến thì cần gì cung nữa. What the, đại bác chém xa đây làm gì chém đâu. Thì mày lắp cái xạ tuyến rồi thì không cần lắp đại bác nữa. Thích cái đéo gì, để ai chiều được không. Thấy cái đéo gì. Ôi sao thằng này trâu thế nhỉ, vĩnh này sâu trâu thế. Nó kẻ pháp sư vả. Hay mình chưa gắn đồ ta. Mày quên mất bó ấy.
đấy. À, cái mấy cái con sổ quê mấy con này bắn chán đời bãi nhái nha. Ủa sao toàn tiền này? Ủa alo. Không, tao không cần tiền. Tao không cần tiền. Ôi thằng này cầm đồ long nó đổ sát tao rồi. Ê, giờ dòng chích phạt kìa. Ôi dòng này không mana nhìn tù đấy ta. Ui sắp tao chim cút đấy nhờ. Nãy giờ đánh chơi top 1 nãy giờ mất trận nào ôi. Bây giờ đến tàng rồi chim cút rồi. Anh chơi mất nhiều máu quá. Thằng kia có dòng thượng long kìa, alo. Ủa alo. Thank you.
Mày xin cái cung chứ mày xin cái gậy đâu? Đùa đó mà. Đùa cái gì ấy? Cái này là cái gậy hay cái cung? Thì anh lấy lại chọn từ đầu, anh lấy lại lấy từ đầu đi. Tao xin lấy lúc nào cái tao đến lượt tao nó mới lấy chứ. Không. Hỏi chấm gì gì lấy, tao cần gì gì lấy. Ôi, gặp nó gặp nhà Thượng Long dắt vàng luôn ạ. Có nghe tao có cút luôn không ta? Nghe nói dòng điện của anh khỏe lắm anh. Không, mà uống, thế thôi, ba cái đạp xúc. Ba cái đạp xúc. Xúc. Đâu còn đánh đâu. Hỏi chấm cút. Hỏi chấm. Má cái con rồng Thượng Long tao cần mày đâu mà cứ ra nhở.
kia gì không yêu lắm, yêu lắm. Ôi ba tính có Seven rồi. Ôi chết toang rồi. Mình cút rồi. Chơi cho các bạn trẻ đó. Thôi mình xin phép tạm dừng video ở đây cho mọi người. Tạm dừng sân chơi cho các bạn trẻ. Đây có tuổi rồi già.